Thì xin giới thiệu ông Trần Quốc Hưng sẽ trình bày bài báo cáo về ứng dụng ngôn ngữ lớn vào trong các cái sản phẩm thực tiễn phục vụ y tế. Xin mời. Kính thưa các vị đại biểu, tôi tên là Trần Quốc Hưng, thuộc khối khoa học ứng dụng của công ty VinBrain. Thì hôm nay tôi xin trình bày về ứng dụng của ngôn ngữ lớn trong Dr. X Copilot. Thì hiện tại ở trên thế giới thì các bác sĩ đang dành ra gần 50% số thời gian của họ để mà xử lý các cái giấy tờ hành chính, ví dụ như là dữ liệu của bệnh nhân hay là báo cáo y tế. Và trong 50% số đó thì đến tận 22% hiện tại đang không có đủ thời gian để có thể xem được kỹ tình trạng của bệnh nhân đang là gì. Và điều đó dẫn đến cái việc là bệnh nhân đang không nhận được cái kết quả chẩn đoán một cách chính xác. Ok. Các bệnh nhân không nhận được các kết quả chẩn đoán một cách chính xác nhất. Và kể cả khi mà có những cái hệ thống như là EHR được áp dụng vào để mà giúp cho các bác sĩ có thể số hóa được cái dữ liệu nhằm tăng độ hiệu quả của các y bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và lưu trữ cái thông tin của bệnh nhân, thì đến 25% số bác sĩ đã cảm thấy là rất là bị kiệt sức sử dụng những hệ thống này vì nó thiếu cái tính chuẩn hóa theo cái cách mà sử dụng, và đồng thời nó rất là khó để mà các bác sĩ có thể làm quen với những hệ thống đấy vì mỗi một hệ thống nó được sử dụng một cách khác nhau. Và theo báo chính phủ thì vấn đề này nó càng lớn hơn ở Việt Nam, khi mà các cái hồ sơ bệnh án đang chưa được chuẩn hóa và đang chưa có cái sự liên thông với nhau. Và chính vì thế nó dẫn đến cái việc là những cái dữ liệu này nó đang rất là bị trùng lặp ở trong cái cơ sở y tế của bệnh viện, khi mà mỗi một khi bệnh nhân đến các cơ sở y tế thì cái dữ liệu của bệnh nhân lại được tạo ra một lần nữa, mặc dù có thể trước đó họ đã đến chính cơ sở y tế đấy trước rồi. Và chính vì vậy thì nó dẫn đến cái sự không đồng nhất và không nhất quán trong cái format dữ liệu đã được đưa ra bởi bệnh nhân và bởi các bác sĩ, dẫn đến việc là bác sĩ không có một cái bức tranh toàn thể hoặc là không có một cái lượng thông tin đủ và chính xác để mà có thể hỗ trợ chẩn đoán cái tình trạng của bệnh nhân. Và chính vì vậy nên là hiện tại bác sĩ đang rất là cần một cái tiếng nói chung, một cái tiêu chuẩn để giúp cho các bác sĩ có thể có được một lượng thông tin đầy đủ và chính xác, và giúp cho bác sĩ có thể tiết kiệm được thời gian để mà có thể tập trung vào việc mà chăm sóc bệnh nhân, chẩn đoán tình trạng bệnh nhân thay vì là phải dành ra thời gian để mà xử lý cái dữ liệu. Chính vì thế chúng tôi rất là tự hào để giới thiệu Dr. X Copilot là một trợ lý ảo đầu tiên trên thế giới mà giúp cho các bác sĩ và quản lý bệnh viện có thể tập trung tối đa thời gian nhằm hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân thay vì là phải mất thời gian và để cho việc quản lý dữ liệu. Thì dựa vào cái hệ thống EDS của VinBrain là một cái hệ thống mà có khả năng thu thập và phân tích các dữ liệu từ các hệ thống rời rạc khác nhau của y tế, ví dụ như là hệ thống HIS, hệ thống PACS hay là hệ thống PIS. Thì Dr. X Copilot có thể giúp cho các bác sĩ nhanh chóng rà qua các cái thông tin, một lượng thông tin khổng lồ của bệnh nhân mà có thể là trả lời cho các bác sĩ các câu hỏi về tình trạng của bệnh nhân hay là về các cái số liệu mà quản lý cần, thay vì là trước đó sẽ cần khoảng một hoặc là hai bạn data scientist mà mất tầm vài tuần hoặc là thậm chí là vài tháng để mà có thể đưa ra cái số liệu đó. Vậy thì Dr. X Copilot thực sự hoạt động như nào, thì tôi xin trình bày một đoạn video ngắn về vấn đề đó.
Vâng ạ. Thì như mọi người có thể thấy thì chỉ với một cái click chuột ạ, thì các bác sĩ đã có thể tự động tạo ra cái báo cáo bệnh án theo chuẩn RSNA. Và hiện tại thì chúng tôi đang hỗ trợ có thể tự động dịch được tới 25 ngôn ngữ khác nhau, giúp cho các bác sĩ và các cơ sở y tế có khả năng chia sẻ các cái dữ liệu bệnh án của bệnh nhân với một khối lượng lớn cho bất cứ cơ sở y tế nào trên thế giới, nhằm hỗ trợ cho việc phát hiện và điều trị sớm tình trạng của bệnh nhân, cũng như là hỗ trợ trong việc mà phát triển thuốc cho những loại bệnh mới. Và theo thí điểm của VinBrain gần đây với các bệnh viện công và tư lớn nhất toàn quốc, thì nếu như mà một người mất đến hơn 9 năm để có thể chuẩn hóa được cái dữ liệu này của bệnh viện, thì với Dr. S Copilot hiện tại chúng tôi chỉ mất 9 tháng, hơn 9 tháng, gần 10 tháng cho quy trình chuẩn hóa cái dữ liệu này. Và đồng thời hiện tại các bác sĩ đang mất đến gần 20 phút để có thể xem qua và hiểu được cái đầy đủ cái thông tin của hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, trong khi Dr. S Copilot có thể đi qua cái hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và trả lời bất cứ câu hỏi nào cho bác sĩ, và chỉ mất 30 giây cho mỗi câu hỏi. Ví dụ như là bác sĩ có thể hỏi rất là nhanh là bệnh nhân này có bị tiểu đường không, hay là có bị sỏi thận không, và ngay lập tức Dr. S Copilot sẽ trả lời bác sĩ với cái kết quả đó. Và đồng thời, như mọi người nhìn thấy ở trong cái ảnh ở phía bên phải này, thì các quản lý của bệnh viện cũng có khả năng, cũng có, đồng thời cũng có thể hỏi Dr. S Copilot là về các cái dữ liệu liên quan đến quy trình hoặc là cái hoạt động của bệnh viện. Ví dụ như là quản lý có thể hỏi là trong vòng 6 tháng vừa qua của năm 2023 chẳng hạn thế, là có bao nhiêu bệnh nhân đã ở ngoại trú hoặc là đã ở nội trú chẳng hạn, và trong bao nhiêu bệnh nhân đó thì bị bệnh liên quan đến tiểu đường hay là ung thư. Thì những cái câu hỏi này hay là những cái loại dữ liệu này thì trước đây mất rất là nhiều thời gian để các bác sĩ hoặc là các quản lý ở trong cơ sở y tế có thể thu thập được và trình bày được những cái dữ liệu đó. Thì Dr. S Copilot có thể đi qua những cái dữ liệu đó và trả lại kết quả trong vòng 2 đến 3 phút. Và chính vì là Dr. S Copilot có khả năng tạo ra các báo cáo bệnh án theo chuẩn RSNA, cho nên là những cái dữ liệu đầu ra của bệnh viện dần dần sẽ được trở nên chuẩn hóa hơn, giúp cho cái việc đồng nhất dữ liệu giữa các cái cơ sở y tế nó trở nên dễ dàng hơn. Thì thay vì là ví dụ là mỗi bác sĩ đều có một cái cách để mà báo cáo riêng chẳng hạn, thì bây giờ gọi là không quan trọng là các bác sĩ hay là các chuyên gia y tế chọn là họ báo cáo như thế nào, thì Dr. S Copilot luôn có thể nhận những cái thông tin đầu vào đó và chuẩn hóa cái đầu ra cho các cơ sở y tế. Và chính vì là Dr. S Copilot có một lượng dữ liệu khổng lồ từ các cái hệ thống khác nhau của bệnh viện, cho nên là nó cũng có thể giúp cho các cơ sở y tế có thể dự đoán được trước các cái nhu cầu của bệnh viện ở trong tương lai. Ví dụ như là có thể báo được trước là trong các tháng tới thì là khả năng cao là những cái loại bệnh nào nó sẽ trở nên phổ biến hơn, hoặc là có bao nhiêu bệnh nhân sẽ đến bệnh viện và ở nội trú, ví dụ như là vậy. Thì giúp cho các cơ sở y tế và giúp cho các bác sĩ có thể chuẩn bị được một cách tốt nhất để hỗ trợ cho cái nhu cầu càng ngày càng tăng của bệnh nhân. Và tôi xin kết thúc phần trình bày của tôi về phần này. Vâng, cảm ơn báo cáo viên Trần Quốc Hưng. Và chúng ta thử thấy rằng là cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà sử dụng ngôn ngữ và Copilot ấy, cho hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mà thực hành lâm sàng.